Rụng tóc không phải là hiện tượng lạ, tuy nhiên rụng tóc nhiều chứng tỏ tóc bạn đang bị tổn thương và chăm sóc tóc chưa đúng cách. Vậy chăm sóc tóc rụng nhiều như thế nào là đúng cách? Cùng mình tìm hiểu liệu trình chăm sóc tóc chuẩn chuyên gia của Dr. Vai nhé. Bước 1, sử dụng muối tẩy tế bào sừng da đầu Sisal Scaler giúp nền tóc thông thoáng, giảm tình trạng viêm da đầu. Bước 2, sử dụng dầu gội Phalangen Original giúp nuôi dưỡng da đầu, chỉ khi da đầu và tóc khỏe mạnh mới cải thiện được tình trạng rụng tóc và giúp hỗ trợ mọc tóc. Bước 3, sử dụng xịt dưỡng Phalangen Tonic, đây được xem là một serum cung cấp dưỡng chất cho tóc và da đầu, chiết xuất từ các thành phần quý hiếm như nấm linh chi, hồng sâm, với công dụng chính là nuôi dưỡng da đầu, cung cấp dưỡng chất cho nền tóc phát triển và hỗ trợ mọc tóc. Liệu trình này đã được Dr. Vai thiết kế dựa trên trải nghiệm thực tế của khách hàng và số liệu nghiên cứu chuyên sâu trên các phòng lab lớn trên thế giới. Đừng bỏ lỡ liệu trình chăm sóc tóc của Dr. Vai nếu tóc bạn đang trong tình trạng rụng và yếu nhé.